Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình để hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi xách tay nhỏ xinh như thế này. Chiếc túi này được mình móc bằng sợi cốt tông. Tuy nhiên các bạn có thể lựa chọn len hoặc sợi theo ý thích của các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị len sợi kim móc, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sợi mà mình sử dụng để móc chiếc túi này có cỡ 2mm. Mình sử dụng kim 3.0mm. Bây giờ mình sẽ tạo một mũi móc đầu tiên trên sợi dây. Mũi này chưa được tính nhé. Tiếp tục móc 24 mũi móc xích. Các bạn móc đi nhé. Sau khi móc được 24 mũi móc xích, chúng ta lại móc tiếp 3 mũi móc xích. Bây giờ cuốn sợi vào đầu kim, sau đó móc thêm 5 mũi móc kép vào chân mũi thứ 24. Ba mũi móc xích đầu tiên mình tính là một mũi nhé, cộng với 5 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta được 6 mũi móc kép vào cùng một chân thứ 24. Bây giờ mình sẽ móc tiếp 22 mũi móc kép vào cái sợi dây như thế này. Mỗi chân mũi mình móc một mũi móc kép. Các bạn móc đi nhé, mỗi một chân mũi chúng ta lại móc một mũi móc kép. Mình đã móc xong được 22 mũi móc kép vào 22 chân mũi. Bây giờ tiếp tục đến mũi đầu góc. Ở cái mũi đầu tiên này, mình lại móc 6 mũi móc kép chung vào một chân nhé. Bây giờ mình móc tiếp 22 mũi móc kép, tức là mỗi một chân mũi mình sẽ móc một mũi móc kép. Bây giờ chỉ việc móc đối xứng với cái hàng vừa móc. Các bạn vừa móc vừa kẹp sợi chỉ thừa vào nhé. Các bạn móc đi nhé. Móc đến đầu này mình lại hướng dẫn tiếp các bạn. Bây giờ mình đã móc đến mũi cuối cùng của hàng móc. Mình sẽ kết hàng bằng một mũi móc trượt đi qua hai sợi dây như thế này.
Khi hoàn thành xong cái hàng móc này thì mình được 56 mũi móc kép. Bây giờ lên hàng mình sử dụng 3 mũi móc xích để lên hàng. 3 mũi móc xích này cao ngang bằng với mũi móc kép. Ta tính là một mũi nhé. Ở phần đầu góc của 6 cái mũi này, mình sẽ móc mỗi một chân mũi thành 2 mũi móc kép. Tức là cái phần đầu góc này chúng ta tăng mũi nhé. Tăng mũi cho 6 cái mũi này thôi này. Các bạn móc đi nhé. Mỗi một chân mũi như thế này, mình sẽ móc 2 mũi móc kép. Mình đã móc được chân mũi thứ nhất rồi, đến chân mũi thứ hai. Móc 2 mũi kép. Đến chân mũi thứ ba cũng móc 2 mũi móc kép. Cứ lần lượt chúng ta móc cho hết 6 cái mũi móc kép ở hàng dưới nhé. Khi móc tăng mũi như thế, bây giờ ở phần đầu góc mình được 12 mũi móc kép rồi đấy. Tiếp đến, chúng ta lại móc 22 mũi móc kép. Các bạn móc đi nhé. Khi móc xong được 22 mũi móc kép thì mình đi đến cái điểm có 6 mũi móc kép ở hàng dưới. Bây giờ mình lại móc mỗi một chân mũi 2 mũi móc kép. Các bạn móc sao cho hai cái đầu này có số mũi bằng nhau là bằng 12 mũi nhé. Bây giờ đi đến đường ngang này, mình lại móc 22 mũi móc kép. Mỗi chân mũi, mình lại móc vào đây một mũi móc kép. Các bạn móc đi nhé. Móc xong 22 mũi móc kép này, mình lại hướng dẫn tiếp các bạn. Khi móc xong hàng móc, mình kết hàng bằng một mũi móc trượt đi qua hai sợi dây như thế này. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần đáy túi. Khi móc xong hàng móc này, mình sẽ có được 68 mũi móc kép. Lên hàng móc tiếp theo, mình móc 3 mũi móc xích. Ở hàng móc này, mỗi một chân mũi móc 1 mũi móc kép. Thank you.
Các bạn móc đi nhé. Móc hết hàng móc, mình để hướng dẫn các bạn. Hàng móc này là mình đang móc cho phần thân túi đấy. Mũi tiếp theo các bạn vẫn móc, mỗi chân mũi một mũi móc kép nhé. Móc cho đến hết hàng móc. Mình đã móc gần xong hàng móc rồi, còn một mũi cuối cùng nữa này. Các bạn chú ý cái mũi cuối cùng nhé. Chúng ta móc vào đây này. Sau đó kết hàng bằng một mũi móc trượt. Đi vào đây, đây nhé. Cái ô móc này ở đây thì các bạn đưa kim qua hai sợi dây ở đây. Kéo một mũi móc trượt. Rút qua hết. Tiếp tục lên hàng với 3 mũi móc xích. Mình móc cho hàng kế tiếp. Mũi móc đầu tiên chúng ta móc ngay cạnh cái mũi móc vừa lên nhé. Đây. Các bạn mà móc chạch ra thì cái đường móc sẽ bị vẹo vẹo đấy. Hàng móc này mỗi một chân mũi chúng ta lại móc một mũi móc kép. Cứ mỗi một chân mũi lại móc một mũi móc kép. Các bạn móc cho đến hết hàng móc đi nhé. Mình đã móc đến mũi cuối cùng của hàng móc. Để kết thúc hàng móc, mình lại móc một mũi móc trượt. Đi qua hai sợi dây như thế này, kéo một mũi móc trượt. Vậy là mình đã hoàn thành xong 1, 2, 3, 4 hàng móc. Tiếp tục lên hàng cho hàng móc tiếp theo, mình cũng móc 3 mũi móc xích. Sau đó lại móc mũi móc kép xuống chân mũi móc chúng ta vừa móc. Ở hàng móc này mỗi một chân mũi chúng ta lại móc một mũi móc kép nhé. Các bạn móc đi nhé, các mũi móc cho hàng tiếp theo cũng giống mũi móc của cái hàng móc này. Sau khi đã móc được hàng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, hàng thứ 7 đến hàng thứ 8 thì mình sẽ móc điểm tô những cái quả dâu vào nhé. Bây giờ lên hàng thứ 8, mình cũng móc 3 mũi móc xích để lên hàng, sau đó móc 12 mũi móc kép. Bốn. Năm. Sáu. Móc 12 mũi móc kép cộng cả cái dây xích lên hàng nhé. 2, 4, 6 rồi này. 7, 8, 9, 10, 11. Đây là đến mũi thứ 11 này, mũi thứ 12 này. Mình kéo qua một mũi. Sau đó, lần thứ 2 thì mình kéo qua cái sợi dây màu khác. Tùy các bạn nhé, bạn có thể chọn màu sợi theo ý thích của các bạn nhé. Bây giờ đưa kim này, quấn sợi này, cách một chân mũi này, móc vào chân mũi kế bên này nhé. Cách một chân mũi, móc vào chân mũi kế bên. Ở đây mình sẽ móc cả vào như thế này, kẹp cả hai cái sợi này vào, kéo sợi lên, sau đó rút qua hai sợi một lần. Tiếp tục lần thứ hai nhé. Kéo qua. Lần thứ ba. Kéo qua hai sợi thôi.
Lần thứ tư. Thêm một lần nữa. Lần thứ năm. Kéo qua hai sợi. Bây giờ trên kim ta có 6 cái sợi dây như này. Bây giờ mình sẽ sử dụng sợi này, một cái sợi màu khác, tượng trưng cho cái phần cuống hoa, cuống hoa quả đấy. Bây giờ mình mới cầm cái sợi dây này, kéo qua, rút qua hết, móc vào đây một mũi, đưa qua vào mũi đầu tiên, đây, đưa vào cái sợi này, kéo lên, tiếp tục đưa qua sợi thứ hai, kéo lên, đưa qua sợi thứ ba, kéo lên và tiếp tục lần thứ tư, kéo lên. Khi trên kim có 5 sợi dây như thế này, bây giờ mình mới kéo qua hết. Tiếp tục móc ra đây một mũi. Bây giờ mình lại chuyển sợi nhé. Chuyển cái sợi màu xanh, móc qua, cách một chân mũi, móc vào chân mũi kế bên. Một mũi móc kép, chân mũi kế bên, ta lại móc một mũi móc kép. Vừa móc các bạn vừa kẹp những cái sợi thừa này vào nhé. Những cái sợi này mình dẫn nó đi đến đây để mình móc cùng nhé. Thêm một mũi nữa này. Mũi này ta lại chuyển sợi nhé, chuyển sang cái sợi màu này, kéo qua một mũi. Sau đó cách một chân mũi, móc vào chân mũi kế bên. Một mũi móc kép, không rút hết. Tiếp tục móc mũi thứ hai, không rút hết. Móc mũi thứ ba. Móc mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Khi trên kim có 6 cái sợi dây như thế này, mình sử dụng sợi màu xanh, kéo qua và rút hết. Bây giờ móc một mũi vào đây. Sau đó đưa kim qua cái sợi thứ nhất, kéo lên, qua sợi thứ hai, kéo lên, qua mũi thứ ba, kéo lên, rồi đến mũi thứ tư, kéo hết lên. Bây giờ mình có 5 cái sợi dây trên kim, mình kéo qua hết, móc tiếp một mũi nữa. Rồi đến cái mũi này thì mình lại chuyển sợi màu xanh này nhé. Đây, chuyển sang sợi màu xanh. Tiếp tục móc cách một chân mũi. Ta lại móc mũi móc kép thứ nhất. Ở đây chúng ta móc 3 mũi móc kép nhé. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ ba chúng ta không rút hết nhé. Chúng ta lại chuyển sợi. Cách móc cho cái trái dâu tiếp theo cũng giống hệt như trái dâu vừa móc. Các bạn móc đi nhé. Ở hàng móc này, mình sẽ móc 4 cái họa tiết trái dâu cho một mặt túi. Mũi tiếp tục mình lại móc 13 mũi móc kép vào 13 chân móc. Vừa móc, mình vừa kẹp theo 2 sợi dây khác màu vào đây. Sau khi móc xong 13 mũi móc kép,
mình lại móc đến cái họa tiết hình trái dâu. Phần móc họa tiết này giống hệt như phần móc mình đã hướng dẫn, các bạn móc đi nhé. Sau khi đã móc xong 4 cái họa tiết hình trái dâu, ở đây mình còn một mũi móc kép nữa là sẽ hết hàng móc. Móc xong hàng móc, mình lại khép hàng bằng một mũi móc trượt. Hàng này mình có 4 họa tiết hình trái dâu. Và bây giờ mình lại bắt đầu cho cái hàng móc tiếp theo. Hàng móc này lên hàng cũng giống hệt như hàng móc trước. Các bạn vẫn móc 3 mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ kẹp chung mấy cái sợi khác màu đi cùng một đoạn. Lên hàng móc này, mỗi một chân mũi, mình vẫn móc một mũi móc kép. Khi móc đến phần họa tiết của trái dâu, thì các bạn chú ý một chút này. Ở đây mình có 3 cái chân mũi ở bên dưới đấy. Mình sẽ móc mỗi một cái họa tiết trái dâu như thế này là 3 mũi móc kép. Mũi thứ 2. Mũi thứ 3. Đến đây, mỗi một chân mũi lại móc một mũi móc kép. Ở hàng dưới mình có 3 mũi, thì hàng này mình cũng móc 3 mũi móc kép cho cái phần này. Rồi đến họa tiết trái dâu lại móc 3 mũi móc kép. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng móc. Và móc đến điểm này thì không cần phải dẫn 2 cái sợi khác màu đi nữa. Các bạn móc đi nhé. Khi móc đến đây, ta không kẹp cái sợi này vào nữa nhé. Đây, ở phần này mình sẽ móc vào cái điểm này. Bạn hãy đưa qua. Bây giờ mình sẽ đưa qua cả cái cụm như thế này. Tiếp tục. Ở hàng móc này mình bắt bằng sợi này hết nhé. Mỗi một chân mũi ta lại móc một mũi móc kép.
Cứ như vậy các bạn móc cho đến hết hàng móc nhé. Lên hàng tiếp theo, mình vẫn sử dụng mũi móc cát để móc. Lên 3 mũi móc xích. Quay kim móc, móc ngay vào chân mũi móc xích. Một mũi móc kép. Và tiếp theo chúng ta lại móc mũi móc kép. Hàng móc này mình sẽ điểm trái dâu vào điểm giữa này nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn cái sợi này lên trên. Khi móc đến đây, mình lại tạo một mũi họa tiết trái dâu vào điểm giữa như thế này. Cách móc họa tiết trái dâu lại được lặp lại. Các bạn móc đi nhé. Hàng móc này mình để 3 họa tiết trái dâu cho một mặt thôi này. Đến đây mình còn mấy mũi móc kép nữa là hết hàng móc rồi. Mình tiếp tục lên hàng để móc thêm mấy hàng móc.
Chiếc túi này mình móc tổng cộng 13 hàng móc mũi móc kép. Hàng móc tiếp theo, mình móc một hàng móc mũi móc đơn. Mũi đầu tiên lên hàng, mình móc một mũi móc xích. Sau đó mỗi chân mũi móc một mũi móc đơn. Các bạn móc đi nhé, móc hết hàng móc mình lại hướng dẫn tiếp các bạn. Khi móc hết hàng móc, mình sử dụng mũi móc trượt đi qua hai sợi dây như thế này, kéo qua một mũi. Lên hàng móc tiếp theo, mình móc mũi móc trượt. Mình móc qua nửa mũi như thế này nè. Bây giờ mình đã móc đến mũi móc cuối cùng của hàng móc rồi. Mình kéo sợi và dấu chỉ thôi. Bây giờ mình sẽ móc cho phần quai túi. Ở phần này tha hồ sáng tạo, chúng ta có thể tạo ra những cái quai túi theo ý thích của mình. Các bạn có muốn làm cái quai giống như của mình không? Mình có video dạy riêng cho các bạn đấy. Bây giờ thì các bạn có thể tùy chọn đóng cúc hoặc là kéo khóa vào miệng túi đều được. Chiếc túi đựng được rất nhiều thứ. Bây giờ nhìn chiếc túi khá xinh rồi, nhưng mình muốn trang trí thêm một chút nữa. Mình sẽ trang trí lên đây mấy món nho nhỏ xinh xinh. Hoặc có thể điểm vào đây mấy bông hoa. Phần móc bông hoa mình cũng có chia sẻ rồi. Phần cái cành hoa và dây hoa này mình cũng đã chia sẻ rồi. Các bạn muốn mình sẽ gửi video cho các bạn nhé. Chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn gặp khó khăn ở phần móc nào cứ viết vào bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình.